Sáng sớm nay, trước khi đến thăm chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đồng Nai nguyện đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, nguyện gìn giữ và tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng và truyền thống hào hùng của quê hương đất nước. Dịp này, đoàn cũng đã thăm hỏi, động viên, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến đội ngũ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ quản lý, chăm sóc đền thờ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và khu di tích.